Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 23 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Hai đám cưới một đời chồng của tác giả nữ Phạm Vũ Anh Thư. Và Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa, mời quý vị và các bạn sẽ đến ngay với nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Nhiên lắc đầu, trong giây lát liền quỳ sụp xuống. Khi mắt thấy tai nghe, cô mới nhận ra tội lỗi của mình tày trời. Từng giọt nước chảy xuống nền đất tuyệt vọng và nói: Chủ tịch, con đáng chết. Con không nghĩ mọi chuyện là thế này. Con ngu quá rồi. Tại sao con có thể ngu ngốc như vậy? Tại sao con có thể không hiểu chuyện như thế? Tại sao con lại làm như vậy cơ chứ? Tại sao con vì không hiểu kỹ mà làm cho mọi chuyện thành ra thế này? Chủ tịch, con có lỗi với chủ tịch. Con đã nghi ngờ chủ tịch. Con có lỗi với Văn. Con ngu quá rồi. Con điên rồi. Tại sao con có thể nông nổi như vậy chứ? Con vì hận thù che lấp mà không giữ được lý trí và không chịu tìm hiểu kỹ. Cô vừa nói vừa tự tát vào mặt mình, những cái tát như trời giáng. Chủ tịch Minh ngửa mặt lên trời, những giọt nước mắt chảy xuống cả cổ và khàn giọng nói: Nhiên, con đừng làm như thế này. Ta xin con đấy. Đừng để ảnh hưởng đến đứa bé. Thằng Văn đã nằm trong kia, giờ chỉ có con và đứa bé là động lực cho nó. Con đừng làm thế này. Là ta cũng có lỗi sai khi ấy không nói thẳng với con những chuyện này. Nếu là ta nghe được vậy cũng sẽ nghi ngờ. Chỉ có điều cả ta và thằng Văn đều không nghĩ rằng con nghĩ vậy, bởi ta không hề giết ba mẹ con. Chỉ đơn giản cho rằng con và cậu Quân quay lại mà con làm thế này. Ta có lỗi vì để ba con mang tiếng giết người. Ta có lỗi khi bà nội thằng Văn mất, ta để ba con và mình chống chọi với lũ sát nhân. Có lỗi vì để con sống lay lắt những ngày tháng qua, vì ta sợ nếu đón con về thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Tên Thành sẽ giết cả con và ta và thằng Văn. Ta hèn nhát mà khiến con khổ, nhưng cũng bởi vì cái tính chuyện lâu dài mới phải làm như vậy. Không sao, con giữ lại đứa bé là không sao rồi. Chỉ cần thằng Văn tỉnh lại, chỉ cần nó tỉnh lại thôi, nhất định nó sẽ tỉnh lại. Nó nhớ đứa bé, nó nhớ con, nó nhất định sẽ không sao đâu. Ông Minh vừa nói vừa khóc nấc lên. Người đàn ông sau 3 năm chinh chiến thương trường giờ đây lại giống như cành cây sắp gãy. Ông đưa tay đỡ cô ngồi dậy. Hai người một già một trẻ nương tựa vào nhau lúc này. Nhiên ngồi trên ghế, trái tim đau đớn đến tột cùng. Cô bỗng căm hận bản thân mình vì chút nông cạn mà xa cách người đàn ông cô yêu đến gần 8 tháng này. Nước mắt cô không ngừng rơi, nỗi ân hận cuộn trào trong lòng. Ông Minh đưa bàn tay già nua nhăn nhao nắm lấy tay cô và nói tiếp: Con đừng khóc nữa, đừng tự trách mình. Ta không trách con thì con hãy vì ta mà giữ gìn cho đứa bé. Đây là niềm an ủi cuối cùng của ta. Nhìn nghe ông Minh nói càng khóc nấc lên. Nước mắt mặn chát chảy xuống cả miệng cô. Môi cô run run và đáp lại: Ba, xin ba đừng tha thứ cho con. Lỗi của con lớn thế này, cả đời này không tha được. Nếu không phải vì con, anh Văn đã không... Chủ tịch Minh lấy giấy ăn trong túi đưa cho cô rồi nói: Không, không phải lỗi của con, mà là của tên Thanh. Hắn ta biết, nó điều tra rực ra, nên chó cùng giết chậu mà làm liều. Dù con đi hay ở thì hắn vẫn ra tay với nó. Lỗi của con chỉ là suốt thời gian qua đã khiến hai đứa hiểu lầm nhau. Khi nãy trước khi con đến, ta mới biết cậu Quân chưa từng ở cùng con kể từ khi con đi khỏi nhà. Ta đã không nhanh tay tính đến bước này. Không ngờ tên Thanh lại hóa dầu lên như vậy. Nhiên, khi mẹ thằng Văn mất, ta vì quá đau đớn mà không thể hành thờ bà ấy, nên có thể vì vậy mà con không nhớ ra được. Cũng không thể trách con được gì. Chuyện đã đến nước này rồi. Giờ chỉ có ta và con nương tựa vào nhau, mạnh mẽ và tìm mọi cách để thằng Văn tỉnh lại thôi. Thật ra thì ta cũng có lỗi, con cũng có lỗi, vậy nên đừng tự dằn vặt mình. Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp: Nhiên, con có tin rằng thằng Văn cho đến giờ không có người phụ nữ nào khác ngoài con không? Có lẽ khoảng thời gian mà ta thấy nó hay cười nhất chính là thời gian bên con. Thằng bé thật sự rất cố chấp, vì một lời hứa trẻ con mà đến tận giờ vẫn chỉ có yêu một người. Con biết khi nó sang nước ngoài, dù chỉ là cậu bé thôi nhưng nó vẫn hay nhắc ta. Ba đã hứa cho con lấy em Nhiên, nhất định không được thất hứa đâu đấy. Ta còn cho rằng đó là chuyện đùa. Vậy mà đến khi lớn lên, dù ép nó đi xem mặt, nó cũng sống chết không đi. Kể cả khi mất hoàn toàn liên lạc với con. Sau này lần đầu gặp con ta đã rất ngạc nhiên, nhưng mà ta nghĩ rằng duyên số cuối cùng vẫn cho hai đứa đến với nhau. Khi con và nó ly hôn, nó không về nhà. Quần áo của đứa bé nó vẫn giữ, nhất quyết không cho bác Thú đem đi vứt. Hàng ngày nó đến công ty, chỉ về nhà tắm rồi lại lên đó đi ngủ. Nó sống thất thờ thất thểu như một thằng điên, mà ta đã hết lòng hết dạ khuyên không được. Khi ta thấy nó đi với con bé Nga, còn cho rằng nó đã quên được con và con quen con bé đấy. Vậy mà chính mắt ta chứng kiến cảnh nó chửi mắng, thậm tệ Nga vì con bé lỡ nói lời không hay về con. Con bé Nga từng nói với ta, nó không có tình cảm với thằng Văn, mà nó có tình cảm với thằng Quân. Nhưng nó chưa gặp một người đàn ông nào trung tình đến ngu ngốc như Văn. Nó hận con, nhưng nó đâu biết nó càng hận lại càng yêu đến khổ sở. Khi ta nói cứ tống tên Thành vào tù là xong, nhưng mà nó nhất quyết đòi tìm ra bằng chứng để hắn ta chịu mức án tử hình. Không cần nói ta cũng biết đây là ước nguyện của con. Nó mà biết con còn giữ đứa bé, có lẽ nó phải vui phải biết đấy. Chuyện thằng Văn bị thế này không hề do con. Ta mong con cố gắng, rồi thế nào cũng phải sinh đứa bé ra khỏe mạnh, được chứ? Nhìn gật đầu. Thế nhưng dù ông Minh có nói thế này, dù Văn bị tai nạn không phải do cô mà do tên Thành cố tình sắp xếp, nhưng cô vẫn không thôi dằn vặt, bởi vì cô đã hiểu lầm anh, bởi vì cô đã phá tan hạnh phúc ít ỏi mà lẽ ra anh phải được hưởng trọn vẹn. Không phải 11 năm nay anh chờ cô, mà suốt 20, 30 năm nay, kể từ khi hai người mới chỉ là những đứa bé chưa hiểu chuyện. Cô đã quên đi lời hứa ấy, còn anh thì chưa bao giờ. Nhát dao cô đâm anh ngày ấy, sao giờ phía tim cô lại đau nhức nhối. Nỗi ân hận này sẽ giày vò cô suốt những tháng năm sau này, nếu như Văn có mảnh hệ gì. Có lẽ nếu điều xấu nhất xảy ra với anh, cô cũng không thể nào mà sống nổi mất. Ông Minh đứng dậy, lấy chiếc khăn trong túi áo lau nước mắt rồi nói: Nhiên, con ngồi đây. Ta ra ngoài đi liên hệ với các bác sĩ xem thế nào. Có gì thì gọi và báo ta. Cô ngước đôi mắt như hồ nước trời thu, trong sâu, đáy mắt nước không ngừng trào ra và đáp lại: Vâng ạ. Ông Minh nhìn Nhiên, hiểu rằng trong lòng cô vẫn chưa thể tiếp nhận được mọi thông tin thì liền nói: Nhiên, vì thằng Văn, con và đứa bé nhất định phải mạnh mẽ. Chiếc hộp kia là ta tìm thấy trong tủ của nó khi nãy về lấy đồ cho nó. Ta cũng không biết thời đại thông tin này rồi, tại sao còn viết thư, nhưng có lẽ đó là thói quen của nó, và ta nghĩ là nên đưa cho con. Nhiên bặm chặt môi, gật đầu chỉ muốn nói một lời xin lỗi với ông Minh. Suốt thời gian qua, cô đã căm hận ông một cách vô lý. Cô bỗng dưng muốn chết đi cho rồi. Hai bàn tay cô bám chặt thành ghế và lý nhí nói: Ba, con xin lỗi ba. Chủ tịch Minh hơi sững người, quay lại nhìn cô, ánh mắt hiền từ và đáp lại: được rồi, mọi chuyện qua rồi, con gái ngoan của ta. Nói rồi ông lê từng bước chân nặng nề đi xuống dưới. Cô nhìn theo bóng ông khuất dần. Con gái ngoan của ta. Đến giờ phút này cô mới nhận ra rằng hóa ra trên đời này có một thứ gọi là tri kỷ. Đó là tình cảm của ông Minh với ba cô, đến mức ông Minh coi cô như chính con gái ruột. Dù có phạm phải trăm ngàn lỗi lầm, cuối cùng thì vẫn bao dung vị tha. Mái tóc hoa râm khuất dần theo hành lang, cô càng trách bản thân mình nhiều hơn. Phía ngoài kia, hàng bằng lăng sắc tím đã tàn, những cành cây lặng im mặc kệ gió thu đã về từ bao giờ. Nhìn vẫn khóc, nỗi ân hận day dứt không thể nguôi ngoai trong phút chốc. Cô đợi ông Minh xuống hẳn dưới mới từ từ đứng dậy, đi về phía ô cửa kính. Phía trong những bác sĩ mặc áo xanh đang vây quanh lấy anh, mấy người y tá đang gấp gáp đi lại. Văn vẫn nằm đó bất động, không gian im mắng đến nỗi nhìn nghe được cả hơi thở của mình. Cô đưa đôi tay gầy gò vuốt lên tấm kính và giọng lạc đi: Văn, nhất định em phải sống. Không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng vang khẽ của giọng nói chính bản thân cô. Cô nắm chặt hai tay và gào lên. Văn, anh không được chết. Nhất định anh phải sống. Anh phải sống để em bù đắp lỗi lầm của mình cho anh. Phải sống để còn chờ cô ra đời. Nhưng vẫn không một ai đáp lại. Những lời ông Minh nói lại càng khiến cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều. Hóa ra trên đời có một tình yêu cố chấp đến vậy. Cố chấp đến mức có thể khiến người ta dù tuyệt vọng vẫn không thể quên như vậy. Cô nhắm nghiền mắt. Cậu con trai có đôi mắt tinh anh, mái tóc hơi xoăn bồng bềnh, được cắt tỉa gọn gàng, nhường cho cô từng miếng bánh, từng cái kẹo. Cậu con trai hơn cô 5 tuổi, luôn đứng ra bảo vệ cô. Cậu con trai cao lớn hơn cô, luôn che mưa nắng cho cô là anh. Và cũng chính là anh đã cứu cô năm cô 13 tuổi trong cái đêm kinh hoàng ấy. Có lẽ buổi đêm ấy, đau thương chồng chất mà cô không thể nhớ ra anh. Cũng bởi ngày hôm ấy cái liếc mắt quá nhanh mà chẳng kịp ghim vào não. Vậy mà anh vẫn cứ nhớ đến cô, đến lời hứa của những đứa bé gần 20 năm qua. Đến khi ông mình nhắc lại mới khơi dậy mẩu ký ức đứt đoạn, nhớ quên thời thơ ấu đó trong cô. Cô tự trách mình sao không nhớ ra anh. Chiếc bản đồ kia anh đã giữ kín hơn 11 năm nay. Anh trân trọng nó, đặt nó vào chiếc hộp kỷ niệm đầy ắp hương thơm của quá khứ. Vậy mà cô vẫn nhẫn tâm gạt bỏ hết những tàn dư ấy, trả lại ân tình của anh bằng những đau thương. Những ân tình này của anh, đời này kiếp này cô cũng không thể nào trả hết. Nhìn đứng đó rất lâu, nước mắt cũng bị gió làm cho cạn khô. Cho đến khi thấy đôi chân đâm mỏi rã rời mới lê về phía ghế. Nhìn mở chiếc hộp trái tim, lôi những tờ giấy để xếp gọn gàng bên trong, đặt phía dưới chiếc băng đồ đã được cô lấy ra khi nãy. Những tờ giấy có cả mới cả cũ. Tờ cũ nhất đã ố vàng, đôi chỗ vết mực còn nhòe cả đi. Tờ mới nhất giấy vẫn trắng phau. Cô đặt sấp giấy lên trên đùi, đọc bức thư có vẻ mới nhất, mồi mực vẫn còn nguyên. Khi tôi ngồi đây, viết ra những dòng chữ này, chợt cảm thấy căm hận bản thân đến vô cùng. Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày thất bại, đến ngay cả buông bỏ tình yêu. Với người phụ nữ độc ác ấy tôi cũng không làm được. Tôi hận cô ta vì nhẫn tâm giết chết đứa bé của con của tôi. Nhưng tôi không thể gạt đi tâm trí mình hình ảnh về người đàn bà ấy. Đôi khi tôi ước rằng giá mà mình có thể chết đi, tôi mới mang theo được cái thứ tình yêu ngu muội này xuống mồ mà chôn. Lưu Diệp an nhiên. Bốn chữ này là niềm hạnh phúc, cũng là nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi. Hôm nay tôi và cô ta chính thức kết thúc sau những ngày sống trên danh nghĩa vợ chồng. Gần đấy năm trôi qua, tôi đã nghĩ rằng có thể vì tôi yêu thương, vì tôi dành mọi thứ cho cô ta để cô ta một lòng một dạ với tôi. Vậy mà không. Tình yêu đơn phương 11 năm qua được đánh đổi bằng tờ giấy phá thai. Những ngày qua tôi sống như đã chết rồi. Khi cô ta bước chân ra khỏi căn nhà ấy, đã bóp chết trái tim tôi và mang theo nó. Sau những ngày đớn đau, tưởng chừng như có thể hận cô ta. Vậy mà chỉ cần mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo ấy, lòng hận thù của tôi lại vướng vụn. Người đàn bà ấy không những độc ác mà còn rất giỏi. Giỏi khiến cho tôi biến thành kẻ điên khùng khùng. Tất cả mọi thứ đã không còn. Mọi thứ đẹp đẽ như giấc mơ đã tan vỡ mất rồi. Có lẽ tôi là gái đàn ông nhu nhược, ngu ngốc nhất trên đời này. Từ hôm nay tôi nhất định phải quên cô ta. Vì ba mẹ và vì cả đứa con nhỏ bé của tôi đã bị cô ta giết chết khi chưa đủ hình hài. Nhất định phải quên cô ta. Bức thư đầu tiên dừng lại mà cũng tựa như không phải thư. Nó giống tờ giấy tự nhắc nhở anh phải quên cô, phải buông tay cô. Cô tưởng chừng không thở nổi, đặt nó sang bên cạnh ngồi đọc tờ giấy thứ hai. Có lẽ đây là bức thư cuối cùng mà tôi viết cho em suốt 11 năm nay. Đêm nay lại là một đêm dài dằng dặc. Chiếc dao em đã cất đi, gối của tôi cũng đã ướt đẫm rồi. Khi em thay bộ quần áo, bước ra khỏi căn nhà này, leo lên chiếc xe máy cũ kỹ của cậu ta, tôi đã hiểu chúng ta đã kết thúc. Vì cậu ta. Em muốn giết chết tôi đến vậy sao Nhiên? Giữa chúng ta có không là gì, cũng còn đứa bé trong bụng. Em chẳng lẽ cũng không thể thay thế được mối tình đầu của em sao? Tình nghĩa suốt gần 1 năm qua, giờ em nhẫn tâm vứt bỏ. Cậu ta là mối tình đầu của em. Nhưng em có biết, em là mối tình đầu và cũng là mối tình mãi mãi của tôi, không bao giờ tôi quên được không? Có lẽ là em không biết rằng chưa bao giờ tôi thật sự ngủ say đến không biết gì. Chẳng qua bởi vì sợ rằng từng cử động của tôi khiến em tỉnh giấc. Vậy nên suốt đêm dài, dù có mỏi, tôi cũng chỉ nằm nguyên một tư thế. Khi em dậy đi vệ sinh, khi em uống nước, tôi đều gió một một. Có phải vì thế mà đau lòng không em? Đau lòng khi người tôi yêu thương nhất trong đêm tối cầm dao đâm tôi, rồi vội vã thay bộ quần áo đi gặp tình nhân. Có lẽ tôi là thằng đàn ông rất ngu, rất tệ. Thế nhưng tôi rất sợ mất em. Tôi sợ nói ra em sẽ vĩnh viễn rời xa tôi. Thế nên chỉ biết cất giấu vào lòng, tự dối mình rằng vì đứa con bé bỏng kia mà cố gắng yêu thương em để em thay đổi. Nhưng tôi biết rằng thực sự sẽ rất khó. Chỉ có điều tôi tin em, tin rằng cô sẽ là động lực để em thay đổi. Cuộc đời mà, ai chẳng có đôi lần sai. Em say nắng lại người từng thương, nhưng tôi tin em sẽ không đánh đổi gia đình này đâu. Vậy mà sao tim tôi vẫn cứ đau đến như vậy hả Nhiên? Em có biết rằng tôi không hề nấu canh gà ngon như em nghĩ. Tôi đã học suốt một tuần trời, canh đến 4 giờ sáng để dậy nấu. Có những lần mặn đắng, có khi lại nhạt toẹt. Chẳng còn cách nào, tôi đành cố ăn hết rồi mới nấu lại cho em được món canh gà mà em hài lòng nhất. Tôi chỉ thầm cầu mong rằng em có thể thấy được sự cố gắng của tôi thôi. Em có biết không? Em là cô gái không biết nói dối, càng không biết giấu cảm xúc. Nhưng từng việc em nói với tôi đều biết cả. Nhưng tôi không có cách nào để đối diện với sự thật này. Tôi quá yêu em rồi. Yêu đến nỗi tưởng chừng như có thể đánh đổi sinh mạng này. Chỉ mong em có thể vì đứa bé mà giữ gia đình của chúng ta. 11 năm qua, tôi tìm em khắp nơi. Thế nhưng có khi ngỡ có em rồi, lại thấy xa lạ đến vô cùng. Em có biết đau lòng nhất là gì không? Là người mà mình rất yêu, tưởng như cũng yêu mình, cuối cùng mới biết là không phải như vậy. Em có biết tàn nhẫn nhất là gì không? Là tôi đã biết là em không còn cần tôi nữa. Vậy mà tôi vẫn cứ cố chấp ở bên cạnh, vẫn cố chấp yêu, cố chấp không buông. Cốc sữa tôi pha, em đổ đi tôi cũng biết. Những cây cà trong vườn buổi sáng hôm đó tôi về còn tốt tươi, cũng là em đã ném bỏ. Em muốn tôi ghét em, để em có thể thanh thản gặp cậu ta mà không cần áy náy đúng không? Tôi không phải người hoàn hảo, nhưng tình yêu tôi dành cho em đâu có khiếm khuyết chỗ nào hả Nhiên? Em có nghĩ rằng cậu ta có thể cho em được tất cả như tôi, có thể bỏ hết cả sĩ diện của một thằng đàn ông mà bất chấp giữ em ở lại không? Có thể hàng ngày dù bận trăm nghìn công việc cũng phải nấu cho em đồ ăn sáng, pha cho em cốc sữa ấm, giặt cho em cả những món đồ nhạy cảm. Có thể trước mặt mọi người mà bảo vệ em không nặng lời, có thể yêu em như tôi đã yêu, có thể gạt bỏ hết mọi cám dỗ của người phụ nữ khác được không? Tôi không phải thánh nhân, tôi cũng là con người có cảm xúc. Với phụ nữ đẹp tôi cũng không phải là không có cảm xúc. Nhưng em biết không, mỗi lần nghĩ đến đôi mắt long lanh to tròn em nhìn tôi đã không còn thiết tha gì những người khác nữa. Nói suốt gần 30 năm qua tôi chưa đụng chạm người phụ nữ nào, em có thể không tin, nhưng đó là sự thật, em biết không? Khi em nói là em không còn trinh trắng, em nghĩ rằng có người đàn ông nào vui sao? Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có nghĩ đến. Nhưng vì là em, thì dù em có không nguyên vẹn thế nào, tôi vẫn yêu thương. Nhiên, tôi thật sự rất yêu em, yêu em đến cả cuộc đời này. Chỉ ước rằng sáng mai tỉnh dậy trời trong xanh, em nói với tôi rằng mọi chuyện kia chỉ là giả dối. Người em yêu nhất là tôi. Tôi đợi em 11 năm nay rồi. Tôi xin em đừng phá vỡ hạnh phúc này để cua có một gia đình, để tôi có thể bù đắp cho em những đau thương mà em phải chịu. Phải rồi, tôi đang ghen tị với cậu ta. Thế nhưng em có tin không? Kể cả bây giờ có biến thành cái kẻ nghèo kiết xác, tôi vẫn sẵn sàng lựa chọn em. Nhiên, tôi không giống như cậu ta, bỏ em ngay cả khi tôi không có gì trong tay. Tôi yêu em, chỉ mong rằng em có thể hiểu lòng tôi. Nhiên không để ý. Đọc lá thư thứ hai, nước mắt đã ướt đẫm, nhòe cả những dòng chữ. Cô lôi cả xấp giấy trên tờ cuối cùng, đặt dưới nhất cũng là tờ giấy cũ kỹ đã ố vàng. Đây không phải là một bức thư, trên đó là một bức tranh. Cô vẽ hai đứa bé, một bé trai, một bé gái ngoảnh ngoạc. Phía trên có ghi lễ thành hôn, bên dưới là 4 chữ An Nhiên, Đình Văn. Cuối cùng nhất cô còn có dấu vân tay. Cô bỗng bật cười. Tuy rằng không thể nhớ nổi về những ngày tháng thơ bé ấy, thế nhưng khi nhìn những tờ giấy này, như chợt nhớ ra những ký ức đã đứt đoạn. Cô và anh đã từng là những đứa bé đáng yêu đến thế này sao? Cô lật tờ giấy tiếp theo. Chỉ là những mẩu giấy nhỏ. Cô ghi từng mốc thời gian và nội dung đều giống nhau. Nhiên, hãy chờ anh nhé. Cho đến bức thư sau 3 năm vụ án mạng xảy ra, cô lục tìm rất nhiều. Nhưng suốt thời gian 3 năm đó anh dường như không viết bức thư nào cả. Mà tận 3 năm sau mới có bức thư rất dài. Chào cô gái của anh. Đã hơn 12 năm trôi qua kể từ ngày anh đi nước ngoài xa em. Khi đó chúng ta còn là những cô bé, cậu bé chưa hiểu chuyện. Vậy mà nhanh thật. Giờ em đã thành thiếu nữ 16 tuổi rồi. 3 năm trước anh gặp em ở cánh rừng, nó suýt không nhận ra. Khi đó có lẽ em đã quên anh thật rồi nhỉ? Thậm chí đến khi anh hỏi tên của em cũng vẫn không nhận ra anh. Phải chăng hồi nhỏ anh rất hay đùa rằng tên của em quá dài mà anh không thể nhớ nổi. Thế nên nhất định nếu anh quên mà hỏi là tên em phải đọc lại cho anh 3 lần sao? Mà cũng đúng thôi. Chúng ta đã xa cách nhau quá lâu. Khi còn rất nhỏ, lại gặp nhau trong hoàn cảnh đau thương như vậy, em không nhớ là điều đương nhiên. Cô gái của anh, 3 năm qua anh đã tìm em khắp nơi. Anh sống trong nỗi đau mất mẹ và nỗi nhớ nhung em ở nơi đất khách quê người này. Hôm nay, khi nhìn em, đôi mắt vẫn trong veo, đứng cùng đám trẻ làng trẻ em, anh đã ngỡ rằng mình có thể lao đến mà ôm em, mà nói những lời nhớ thương cất giấu bao nhiêu lâu nay. Nhưng anh hiểu, chúng ta cách nhau không chỉ là tuổi tác, mà còn là khoảng thời gian quá dài. Có lẽ làm vậy em sẽ sợ hãi mà trốn anh mất. Mấy năm nay tuy rằng ở Mỹ học, nhưng 3 tháng hè về đều chỉ đi khắp nơi tìm em. Cuối cùng cũng tìm thấy em ở nơi này rồi. Còn 2 năm nữa thôi em sẽ trưởng thành. Anh sẽ chờ em 4 năm đại học nữa. Nhiên, nhất định em cũng phải chờ anh đấy. Chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi anh cũng sẽ về Việt Nam rồi. Để anh bên em, yêu thương em, chăm sóc cho em. Để anh lau cho em những đau thương mà em phải gánh chịu suốt thời gian qua. Mẹ anh và ba mẹ em nơi thiên đường cũng sẽ dõi theo từng bước chân của anh và em. Hôm nay anh cũng đã ngồi vẽ lại bức tranh chân dung của em. Ngày mai anh sẽ phải quay lại Mỹ để hoàn thành nốt việc học. Thế nên chỉ có thể ngắm em qua bức hình này để vơi đi nỗi nhớ nhung. Hôm nay trời đêm không có ánh sao, cũng giống như trời đêm của 3 năm trước. Suốt 3 năm nay anh dường như ngủ rất ít. Mỗi lần ngủ là anh nhớ đến người mẹ đáng thương của anh và nhớ đến em. Anh đã tự nhủ rằng anh là đàn ông, mà đàn ông thì không được khóc. Vậy mà về đốt cho mẹ nén hương, rồi ngồi đây viết những dòng này. Khóe mắt anh là cay xè. Giá mà ông trời đừng có bất công đến như vậy. Có lẽ giờ cả hai chúng ta đã có một mái ấm hạnh phúc biết bao nhiêu. Khi thấy em đứng cô đơn giữa đám trẻ, đôi mắt lanh lợi có cả phần u ám, anh đã xót xa đến nhường nào. Anh không thể thay đổi được quá khứ, anh chỉ có thể từng giờ từng phút cố gắng về tương lai. Anh muốn học hành thật tốt để trở về rồi nhanh chóng làm chỗ dựa cho em. Anh không sợ phải chờ đợi, anh chỉ sợ rằng không phải để em thiệt thòi quá nhiều. Anh sợ cô gái của anh phải khổ. Nhất định sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, để những ngày tháng sau này của em sẽ là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Chờ anh nhé. Nhìn gấp bức thư lại. Càng lúc nỗi day dứt ân hận càng lớn trong cô. Bao nhiêu lâu nay Cô cứ cho rằng mình là kẻ đáng thương nhất. Cô dằn vặt anh, cô khiến anh bị tổn thương đến tột cùng. Mà đâu biết anh cũng mất mẹ như cô. Vậy mà tại sao anh có thể sống tốt, sống đàng hoàng, còn cô thì lại tự biến mình thành một kẻ ngu muội, sốc nổi như thế này? Cô thương anh đến xé gan xé ruột, lại càng hận mình đến tột cùng. Người đàn ông cô yêu đang nằm bất động trong kia. Cô nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp bên anh. Nhiên nhớ mảnh vườn trồng đầy rau cải xanh mướt. Nhớ đến mỗi buổi sáng, có sắp 1 giờ anh cũng dậy nấu cho cô từng bữa ăn sáng. Cô nhớ chiếc áo của anh Nga từng mặc, vì sợ cô buồn anh đã mang cho người đánh giày. Cô nhớ anh, có kể mãi cũng không kể ra hết được những điều mà anh đã làm cho cô. Càng nghĩ chỉ càng thấy đau đến tận tâm can. Gió ngoài kia thốc từng cơn. Cô nhìn xuống dưới bụng đã to, vừa khóc nức nở vừa nói: Văn, nhất định phải tỉnh dậy. Còn cô nữa, con bé cần có anh mà. Cô cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại, rồi lại lặng lẽ ngồi nhìn phía bên trong cánh cửa vô hồn kia. Nhiên, bác sĩ vẫn chưa ra sao? Tiếng ông Minh khiến cô như bừng tỉnh. Cô vội gạt nước mắt rồi nói: Thứ ba chưa ạ? Ông Minh ngồi xuống thở dài và hỏi lại: Mấy tiếng rồi sao vẫn chưa ra nhỉ? Con cũng không biết vì sao. Ba đã liên hệ lại được chưa ba? Thật ra thì ba liên hệ bác sĩ nước ngoài thì cũng đã liên hệ rồi. Chỉ có điều là bay về đồ đến Việt Nam cũng mất nhiều thời gian. Bác sĩ đang phẫu thuật cho Văn cũng rất giỏi và có tiếng, nên ta đã không thuê thêm bác sĩ về nữa. Nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy rất bất an. Nhiên ngồi cạnh ông, đẩy chiếc hộp lại rồi nói: Ba đừng bất an quá, con tin rằng anh Văn sẽ không sao đâu ạ. Ông Minh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bỗng dưng Nhiên thấy có tiếng loẹt xoẹt phía hành lang, nhìn sang. Cuối hành lang vợ chồng bác sĩ Lai và bé An đang tiến lại. Chưa kịp định thần, bác sĩ Lai đã nói: Nhiên, cậu ấy sao rồi? Bác sĩ Lai vừa cất lời, cả cô và Chủ tịch Minh đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô lắp bắp và hỏi lại: Chú Lai, sao chú lại ở đây ạ? Sáng chú gọi điện mãi không thấy cháu nghe. Khi nãy thấy cậu Quân nói cháu đang ở đây và kể qua tình hình cho chú. Ông Minh quay sang cô, ánh mắt dò xét và hỏi: Đây là... Cô nhìn ông Minh và đáp lại: Thưa ba, đây là bác sĩ Lai, bác sĩ sản khoa thăm khám cho con. Chú ấy cũng chính là người đã kêu mang giúp đỡ con suốt thời gian con mang bầu. Còn đây là cô Lan, vợ chú ấy. Bé An, cháu ngoại của bác sĩ Lai. Rồi cô quay sang bác sĩ Lai và nói: Thưa chú, đây là ba chồng của cháu. Bác sĩ Lai và Lan sáng được nghe Quân kể toàn bộ sự việc nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Ông Minh liền đứng dậy, cúi người đưa tay về phía trước: Chào ông, tôi tên là Minh. Thật sự rất cảm ơn ông suốt thời gian qua đã cưu mang con bé. Ông Lai lịch sự đưa tay ra bắt rồi nói: Không có gì là ơn huệ ở đây cả. Phải là tôi cảm ơn con bé đã giúp đỡ cháu ngoại tôi suốt thời gian qua thì đúng hơn. Ngừng lại một chút, ông Lai lại nói tiếp: Thôi, giờ không phải là lúc để nói mấy chuyện này. Chồng cô Nhiên là do ai trực tiếp phẫu thuật vậy ạ? Tôi tuy là bác sĩ sản khoa, nhưng cũng quen vài người bạn ở các khoa khác. Là giáo sư Jonathan, Giáo sư Jonathan rất có tiếng trong giới bác sĩ. Ông ấy thật sự rất giỏi. Cậu ấy nằm trong đó lâu chưa? Cả phẫu thuật kéo dài bao lâu rồi? Thằng bé nằm đó cũng đã mấy tiếng đồng hồ. Kể từ lúc bác sĩ vào cũng 3-4 tiếng rồi. Có lẽ là ca phẫu thuật này phức tạp. Mọi người cứ chờ xem thế nào, đừng lo lắng quá. Tôi sẽ chờ đây cùng với mọi người. Ông Minh nhìn bác sĩ Lai rồi đáp: Cảm ơn ông. Ông Lai thở dài không đáp lại. Bà Lan và bé An đi về phía Nhiên ngồi xuống bên cạnh. Còn ông Lai ngồi cạnh Chủ tịch Minh. Còn bé An ngước đôi mắt to tròn, đôi môi cong cong, bặm chặt, nhìn cô không dám hỏi câu gì. Chỉ cái đưa đôi tay bé nhỏ nắm lấy tay cô. Khuôn mặt cô vẫn lem nhem nước mắt, có quệt đi thì vẫn vương lại vài giọt. Bàn tay cô lúc này cũng nắm chặt tay An, như chú dựa để cô có thể mạnh mẽ hơn. Cả 5 người lặng lẽ ngồi, không ai nói vài câu nào. Nếu như ở một hoàn cảnh khác thì có lẽ sẽ có rất nhiều câu chuyện để hỏi. Thế nhưng ở hoàn cảnh này, mỗi người một suy nghĩ, không ai còn đủ dũng khí để phá tan bầu không khí im lặng. Nhiên nhìn vào cánh cửa vô hồn, trong đầu cố trấn an, nhưng rốt cuộc đều nghĩ tới những điều sợ hãi. Phải mất rất lâu sau, phía trong cánh cửa mới từ từ mở ra. Vì bác sĩ cao lớn với mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam đi về phía họ. Cả 5 người liền bật dậy. Chủ tịch Minh run rẩy hỏi: "Thưa bác sĩ, thằng bé sao rồi ạ?" Người bác sĩ Việt Nam đứng bên cạnh và đáp lại: "Cậu ta bị thương rất nặng, phần não có máu tủ đã được lấy ra. Tuy không nguy kịch đến tính mạng, nhưng bình phục được hay không, chúng tôi không dám nói gì. Nếu trong từ 3 đến 5 ngày nữa cậu ta vẫn không tỉnh lại thì rất có thể sẽ phải sống cuộc sống thực vật cả đời. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, giờ tất cả chỉ còn phụ thuộc ở cậu ấy thôi." Nhìn nghe bác sĩ nói, đôi chân như muốn khuỵu xuống, hai cánh tay gầy gò bám lên người bác sĩ. "Bác sĩ, xin hãy gắng hết sức để anh ấy tỉnh dậy. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Y học bây giờ phát triển mà bác sĩ." Vì bác sĩ nhìn cô và đáp lại: "Thưa cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vết thương của cậu ta rất nặng. Qua được cơn nguy kịch đấy là may mắn lắm rồi. Bác sĩ Jonathan là người bác sĩ rất giỏi. Ông ấy đích thân làm phẫu thuật, và ban đầu còn nghĩ cậu ta sẽ không qua khỏi được. Thế nhưng bây giờ được như vậy là kỳ diệu. Mọi chuyện bây giờ thế nào chỉ còn phụ thuộc vào cậu ấy nữa thôi." Cô lắc đầu và cố chấp nói: "Không, tôi cầu xin anh, hãy bằng mọi cách để anh ấy tỉnh dậy được không? Tôi xin anh đấy, bằng cách nào cũng được." "Thưa cô, là mong cô hiểu cho. Chúng tôi là bác sĩ, ai cũng dùng mọi cách để bệnh nhân mình được khỏe thôi. Có điều cậu ta bị thương quá nặng, nên giờ phải đành phải chờ. Tôi nói rồi, cậu vẫn có thể tỉnh dậy mà." Ông lại vội hỏi: "Khả năng tỉnh dậy là bao nhiêu %? Cái này thật sự rất khó tiên lượng. Còn chờ xem 1-2 ngày tới thế nào đã. Giờ người nhà có thể vào rồi, nên có một người hàng ngày trò chuyện với cậu ấy, khơi dậy ký ức, khả năng tỉnh lại sẽ cao hơn." Ông Lai cảm ơn vị bác sĩ, sẽ đã quay lại nói với Chủ tịch Minh, nãy giờ vẫn chỉ lặng lẽ lắng nghe. "Ông Minh, có lẽ là vợ chồng tôi xin phép về trước. Ông và cháu Nhiên vào thăm cậu ấy. Nghe lời bác sĩ trò chuyện với cậu ấy, tôi sẽ về liên hệ với những bác sĩ khác để tìm xem có cách nào khả thi hơn không. Trên thế giới này ghi nhận rất nhiều điều kỳ diệu. Giờ nhiều bác sĩ có các phương pháp phục hồi rất tốt, hai người đừng quá lo lắng." Chủ tịch Minh nhìn ông Lai, đôi mắt đỏ hoe và đáp lại: "Cảm ơn ông, tôi thật sự rất cảm ơn ông. Không có gì, tôi coi Nhiên như là con ruột của tôi thôi, tôi xin phép đi trước." Bà Lan tiến về phía cô, dặn dò cô vài câu, rồi theo ông Lai dắt bé An đi ra ngoài. Con bé An không nói gì, vừa đi vừa ngoái lại phía sau nhìn Nhiên, cho đến khi khuất hẳn tầm nhìn. Cô và ông Minh bước vào phòng cấp cứu, chỉ còn 3-4 người y tá đang đứng. Cô lúc này mới được nhìn gần anh. Phía trên đầy, một phần tóc cạo để phẫu thuật còn vương trên nền đất. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân, cơ thể đã được y tá lau sạch sẽ, cả cánh tay, cánh chân và phần đầu từ trán hắt lên được băng kín. Nhìn anh nằm bất động ở trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Ở nơi gần anh thế này, cô gần như không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt lầy lá chã rơi. Người y tá xoay chiếc giường rồi nói: "Đưa bệnh nhân về phòng hồi sức, người nhà đi theo tôi." Cô và ông Minh lê từng bước chân nặng nề theo chiếc giường, lăn bánh đến phòng hồi sức cấp cứu. Khi chiếc giường dừng lại, người y tá đặt những dụng cụ y tế lên bàn, chào ông Minh và cô rồi đi ra ngoài. Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh giường. Lúc này cô mới để ý toàn thân Chủ tịch Minh run lên bần bật. Ông đưa tay đặt khẽ lên bàn tay băng bó của Văn rồi nói trong nước mắt: "Văn, con tỉnh dậy đi. Nhìn nó về rồi đấy. Nó mang keo cả đứa bé đây rồi. Con mau tỉnh dậy, để con gặp hai mẹ con nó, để còn đưa con bé đi sinh đẻ nữa chứ. Ba già rồi, chẳng lẽ con để ba phải làm thay con hết mọi việc hay sao?" Nhìn nghe ông Minh nói, từng lời như cứ vào lòng cô, tiếng nước bật ra khỏi cổ họng, phát ra đầy đau đớn. Ông Minh đưa tay vút nhảy lấy khuôn mặt anh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hàng lông mày rậm, thi thoảng giật lên vài cái. Trong quay mắt, những giọt long lanh chảy dài trên khuôn mặt già nua. Ông không nói thêm câu gì, lau nước mắt rồi quay qua Nhiên và nói: Con ở đây. Có lẽ người nó muốn được gặp nhất chính là con. Ba về nhà, gọi bác Thu qua tiện chăm sóc cho nó nữa. Nói rồi ông Minh đứng dậy bước ra ngoài cửa. Nhiên nhìn theo bóng ông khuất dần lại càng thấy xót xa. Lúc này, trong không gian này chỉ có cô và anh. Thế nhưng không giống những lần anh đay nghiến cô, hay những lần hai người nói chuyện tâm tình. Mà giây phút này, anh nằm trên giường, đến cái mở mắt nhìn cũng không có. Cô đưa bàn tay gầy gò của mình xiết xuống đôi tay anh đặt lên má. Dòng nước mắt chảy xuống nóng hổi, thế nhưng anh vẫn nằm không chút đồng tĩnh. Cô khẽ kéo ghế sát lại, đặt tay lên bụng mình rồi nói: Văn, anh vẫn giận em lắm đúng không? Thế nhưng chẳng phải anh nói cả đời này chỉ yêu em thôi sao? Rồi thế nào anh vẫn yêu em? Không gian im lặng như tờ. Nước mắt chảy vào miệng, chảy xuống cả cổ cô. Cô cắn chặt môi và nói tiếp: Em sai rồi, em sai thật rồi. Vậy nên anh dậy đi, để còn hành hạ em, để em có thể bù đắp cho anh những lỗi lầm của mình chứ. Anh giận em cũng được, anh hận em cũng không sao. Nhưng mà còn con của chúng ta, chẳng phải anh rất mong có một đứa con gái sao? Cô của chúng ta là con gái đây rồi. Anh hứa với em là anh sẽ đưa đi sinh. Anh sẽ không giống nhiều ông chồng khác. Anh sẽ vào phòng đẻ chờ em, cùng em vượt cạn cơ mà. Cô đưa đôi tay chạm khẽ lên má anh lại độc thoại: Văn, có phải nghe hết được những lời em nói hay không? Anh ngủ thêm một chút thôi, 1-2 ngày cho đỡ mệt rồi tỉnh dậy đúng không? Văn, em biết hết mọi chuyện rồi. Mà anh dậy nhé, em sẽ kể cho anh nghe suốt thời gian qua đã làm gì và đi đâu, được không? Văn, em mệt mỏi lắm. Suốt những ngày xa anh, em mệt mỏi và đau đớn vô cùng. Lỗi là do em, nhưng em đã về với anh rồi mà. Có cả cua mà. Cua về với ba rồi đây. Mấy tuần nữa thôi cua ra đời. Anh phải tỉnh dậy trước khi con bé được sinh ra nhé, để còn cùng em chào đón nó. Em nghe nói quần áo anh vẫn chưa vứt. May quá, lần này chúng ta lại đỡ tốn một khoản rồi phải không anh? Anh có biết không, suốt thời gian yêu anh, tình cảm của em là thật, không hề dối trá. Em không ngoại tình, mà là em hiểu nhầm. Thế nên em đã làm anh đau, làm anh tổn thương rất nhiều phải không? Em xin lỗi. Xin lỗi chồng của em. Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi vô vọng suốt mười mấy năm nay. Xin lỗi vì đã không tin anh. Xin lỗi vì bị hận thù chen lấp mà chúng ta xa nhau. Cô không kìm được, buông tay xuống ôm mặt khóc nức nở. Trên màn hình monitor, nhịp tim của Văn khẽ đập nhanh hơn một chút, nhưng rồi lại về trạng thái bình thường. Nhiên không để ý khóc rất lâu. Lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy anh, vậy mà gặp lại để đau thương đến vậy. Cô rất sợ, sợ rằng anh sẽ phải nằm mãi như thế này, không bao giờ có thể mở mắt ra nhìn cô. Càng nghĩ là càng cảm thấy trái tim như có ai đâm hàng ngàn mũi dao vào. Hơi thở của anh vẫn đều đều, chỉ có điều chậm hơn bình thường. Tay chân anh vẫn ấm áp, chỉ có điều không nắm tay cô như những ngày tươi đẹp trước kia. Hóa ra cô đã bỏng lớn ở đàn ông suốt thời gian dài như vậy. Cô thương anh, nhưng càng hận mình. Đột nhiên cô thấy điện thoại rung lên, là của bác sĩ Lai, vội vàng ấn nghe máy. Đầu dây bên kia giọng cô lảng đi và liền nói: Nhiên, hôm nay chú quên không nhắc cháu. Cháu sắp đến ngày sinh rồi, có chuyện gì cũng cố gắng vượt qua. Đừng có khóc lóc nhiều quá, cố gắng nghĩ tích cực lên. Cậu ấy qua cơn nguy kịch là tốt rồi. Cháu phải mạnh mẽ lên, vì Cả cậu ấy và đứa bé trong bụng nhé. Chút cô Lan sẽ qua đón cháu về nhà ăn cơm tối. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng. Tối nay cháu ở lại đây, cô chú không cần chờ cháu đâu ạ. Nhiên, đứa bé khỏe mạnh chính là động lực cho cậu tỉnh dậy. Vậy nên cháu nghe lời chú, về ăn cơm đi. Dạ cháu hiểu, nhưng tối nay cháu muốn ăn cùng ba chồng. Cháu sẽ ngủ ở nhà chồng cháu, dù sao cũng là nhà của đứa bé này. Cháu đã từng quen rồi. Chú yên tâm, cháu sẽ mạnh mẽ vì đứa bé. Cháu cảm ơn chú. Được rồi, vậy thôi, có gì cháu cứ gọi nhé. Dạ vâng ạ. Cô tắt máy, lau nước mắt nhìn anh. Tay cô nắm chặt tay anh khẽ thủ thỉ. Văn, em và con sẽ chở anh. Nhiên, đây là gà tần, cháu ăn đi. Tiếng bước thu phía sau khiến cô có chút giật mình. Lúc này cô mới phát hiện ra từ buổi trưa tới giờ đã gần tối mà cô chưa ăn gì. Cô nhìn bác Thu bên cạnh bỗng dưng cúi gằm mặt và đáp: Cảm ơn bác. Không có gì mà phải cảm ơn cả. Ông Minh liền nói: Nhiên, ăn đi rồi ta sẽ đưa con về nghỉ ngơi. Cô gật đầu, dù miệng đắng ngắt nhưng vẫn cố ăn hết. Cô biết có lẽ Chủ tịch Minh sợ cô về sẽ không ăn nên mới mang qua đây. Trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Ăn xong, Chủ tịch Minh nói với bác Thu: Chút sẽ có y tá qua chăm sóc cho thằng Văn. Chị ở đây trông, tôi đưa con bé về rồi sẽ qua. Bác Thu gật đầu thay cho câu trả lời. Chủ tịch Minh quay sang cô và nói: Đi thôi, ta đưa con về nhà bác sĩ Lai. Có gì sáng mai nếu con vào sau, về nghỉ ngơi cho khỏe. Dù sao bây giờ cũng phải chờ thôi, nó qua được cơn nguy kịch là tốt rồi. Ba đưa con về nhà anh Văn được không ạ? Chủ tịch Minh hơi sướng người và hỏi lại: Sao lại về đó? Ở đó con sẽ ngủ ngon hơn, cảm giác cũng thân thuộc hơn. Được, ta sẽ đưa con về đó. Cô ngoan ngoãn theo ông ra xe. Trên đường đi, chỉ thi thoảng ông hỏi cô những chuyện đã qua, còn dường như không ai nói gì về chuyện của Văn. Có lẽ là họ cũng không muốn nhắc lại hiện thực đau lòng này. Ông Minh đưa chìa khóa nhà cho cô, dặn cô ngủ sớm rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện. Cô mở cửa bước vào nhà, mùi hương quen thuộc thoảng bay trong gió. Căn nhà vẫn cứ sạch sẽ như ngày cô đến, chỉ có điều vắng anh lạnh lẽo vô cùng. Nhiên bước từng bước vào trong phòng ngủ, với tay bật đèn, nhìn xung quanh vẫn thấy thân thuộc vô bờ. Từ khi cô đi, anh vẫn không thay đổi thứ gì, chỉ có bức ảnh cưới treo trên tường đã bị gỡ xuống. Nhiên nhìn chiếc giường, lại nhìn những đôi dép đi trong nhà, lại càng thương nhớ anh đến quặn lòng. Trả lại nơi đây, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày như thế này. Mọi thứ đã qua giờ giống như bức tranh đẹp đẽ mà không biết bao nhiêu giờ mới quay trở lại được. Cô muốn ở lại bệnh viện cùng Văn, thế nhưng cô biết ông Minh sẽ không đồng ý. Và lại bệnh viện không tốt cho đứa bé. Dù sao thời điểm này cũng rất quan trọng. Cô và đứa bé phải mạnh mẽ vì anh. Nhìn vào tủ, mở cánh tủ, đặt chiếc hộp trái tim vào một góc. Sau đó định bụng mượn tạm bộ quần áo của anh tắm qua rồi mặc. Chợt cô thấy bên dưới sắp quần áo sơ sinh trước kia anh mua cùng cô được gấp gọn gàng. Chuyện này cô biết từ sáng nay, vậy mà giờ đây để tận mắt thấy, lại thấy hương thơm phát ra, cô càng xúc động vô cùng. Văn là người sống tình cảm, tuy rằng vẻ ngoài lành đùng nhưng lại sống hướng nội. Cô ngồi hẳn xuống, lấy mấy bộ quần áo ôm chặt, mắt nhắm nghiền, san đôi tay xuống bụng và khẽ thì thầm: Cua, con xem này, quần áo của ba con mua cho con đấy. Ba còn tự tay giặt những bộ quần áo này cho con có biết không? Vậy nên giờ mẹ con mình sẽ chờ vài ngày nữa ba tỉnh lại, con sẽ ra đời khỏe mạnh gặp ba nhá. Ba nhớ con lắm đấy. Con cũng nhớ ba phải không con? Mai mẹ con mình lại vào với ba, mai mẹ sẽ kể chuyện cô ngoan thế nào cho ba nghe nhé. Chỉ có lỗi với ba quá nhiều, cô mới có thể thay mẹ làm ba hết giận mẹ được không con? Cua, ba yêu con biết bao nhiêu, tại mẹ khiến con và ba xa cách mấy tháng nay. Cô đừng giận được không con? Mai mẹ sẽ kể cho ba nghe Cua đã cùng mẹ trải qua chuyện gì, để ba thương cô mà tỉnh lại con nhỉ. Dường như đứa bé trong bụng cũng hiểu được chuyện. Cô khẽ thấy bàn chân nó đạp nhảy lên thành bụng, liền bật cười và nói tiếp. Cô muốn nói cô yêu ba, cô nhớ ba phải không con? Về mai mẹ sẽ chuyển lời về cho ba nhé. Cô và mẹ hứa sẽ ngoan, ngoan để chờ ba tỉnh lại. Hai mẹ con mình cùng chờ ba nhé. Nhiên nói xong, cũng thấy lòng dễ chịu hơn một chút. Bỗng thấy phía dưới những món đồ kỷ niệm mà ngày trước cô dùng nó tống tiền anh, được đặt ngay ngắn một chỗ. Nhìn xung quanh đâu đây cũng thấy bóng dáng anh đã từng yêu thương chiều chuộng cô đến thế nào. Cả những món đồ này, anh cũng trân trọng và cho vào góc tủ. Cô chợt cảm thấy không biết là mình đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được anh. Có anh trong cuộc đời này chính là may mắn lớn nhất của cô. Cô cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn những vật vô tri vô giác, đôi khi còn bật cười, đôi lúc lại xót xa. Mãi một lúc lâu sau mới đứng dậy đi tắm. Sau khi tắm xong, đồng hồ cũng báo giờ đi ngủ. Cô leo lên giường, ôm chiếc gối, tự dặn lòng phải cố gắng giữ gìn được cơ bé và cô được khỏe mạnh. Có khóc, có đau lòng, có buồn, giây phút này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ là cũng một phần mệt mỏi mà cô ngủ thiếp đi. Thế nhưng cô không hề biết rằng suốt đêm hôm đó gối cô đã ướt đẫm. Cả một ngày, khi biết ra sự thật, cô hiểu lầm Chủ tịch Minh và anh, khiến cô day dứt đến không thở nổi. Cô đáng trách, đáng hận, và hơn hết rằng đáng thương khi đã bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp bên Văn. Ở ngoài kia, đêm nay trời đầy sao. Trong giấc ngủ chập chờn, cô đã thấy những tia nắng bắt đầu dọi lên. Quý vị và các bạn thân mến, đây là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 23 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Hai đám cưới một đời chồng của tác giả nữ Phạm Vũ Anh Thư. Và quý vị thân mến, là để chúng ta theo dõi để những tập cuối cùng sẽ phát sóng trên kênh YouTube Chị Dậu vào khung giờ này của ngày mai, thì quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip của chúng tôi bằng cách bấm like cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.